Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Anh em chúng con xin chào cậu Tuấn Kiệt, Nam Thành. Dạ, anh em chúng con được có biết là cậu là đệ tử của Bửu Sơn Kỳ Hương Đức Phật Thầy. Và Đức Phật Thầy Tây An có 12 ông đạo thập nhị hiền thủ. Thì cậu có thể chia sẻ về sự hình thành của 12 ông đạo, và trong cái 10 ông đạo có những cái quyền gì để chia sẻ cho bà con được biết thêm về Bửu Sơn Kỳ Hương và thập nhị hiền thủ ạ? Mô Phật thì trước á thì chúc cho cộng đồng mạng và trong cái bổn đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương thì theo cái duyên căn hải nguyện và cái nguyện miền Tây hỏi về trong cái giáo pháp của Bửu Sơn Kỳ Hương của Đức Phật Thầy Tây An là giáo tổ, là hỏi về 12 ông Phật đạo. Thì nói qua theo cái như truyền thừa thì ở nhà cậu cũng nói cho trước thì trong cái như bổn đạo các nơi và trong cái như cơ duyên của như là người hành đạo và hải nguyện thì xưa kia thì đức đức giáo tổ cũng nhận 12 ông đạo, đó là cái như người đầu tiên thì Trần Văn Thành là tất nhiên kêu là Đức Cứu Quảng, rồi rồi Bùi Tăng Chủ, rồi Bùi Đình Tây, rồi Đạo Xuyến, Đạo Sang, Đạo Ngoạn, tất cả cái như là căn cơ của trong cái nền 12 ông đạo. Thì nói mỗi ông thì đều có một cái tài trí riêng biệt. Một ông á như Lão Sang á thì có trị bệnh á bằng cái như đuôi đuôi cá đuối, còn á như ông Đậu Lập á thì ổng đi á cái truyền cái giáo pháp thì hóa thân từ cái Hà Tuyên dòng qua cái như tất cả căn cơ cũng đem cái cơ duyên của phép màu đi xuống cái độ bệnh bằng cái như là nước lạnh rồi giấy vàng rồi thêm cái như là tất cả, rồi và ông Bùi Tăng Chủ thì ổng trị bằng cái như là ổng cứu cái như thú rừng nó như là xương sống hay là tất cả sức mạnh, thì mỗi ông đều có một cái cơ duyên tài trí khác nhau. Thì cái ngày hôm nay thì có như là có như hải nguyện có hỏi về 12 ông thì nhị thập hiền thủ thì đó là do tất cả của trong cái nền giáo pháp của trong cái môn đồ của trong Bửu Sơn Kỳ Hương là cái phong danh các vị tổ, là mỗi người đều có một danh hiệu khác nhau. Thì ngày hôm nay á cậu á là cái tỉnh Nam Thành là một cái chi phái của trong một cái cơ duyên của Bửu Sơn Kỳ Hương là cánh của bên Đạo Lập, là tất nhiên á Tây An Cổ Tích Tự là cái của cái nhà suối Ngợi Bà Rịa Vũng Tàu. Thì ngày hôm nay cậu dựng cái cơ đồ cho thầy tổ là cũng là nằm trong cái cánh của Đậu Lập, là tất nhiên là cái như bồng cái chùa Bồng Lai là ông thẻ số 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 3 có ở sông Vĩnh Tới nhé, yeah. Và cũng giáp với chùa Bà. Thì ngày hôm nay thì ở nhà mấy em hỏi cơ duyên thì nó quá 2 thập niên nó trải qua thăng trầm biến chuyển biết bao nhiêu cái căn cơ, thì không biết cái cậu sẽ nói như thế nào hay là anh sẽ nói như thế nào cho nó đúng cơ duyên. Thôi giờ các anh sẽ đem một cái như là cái như ngẫu hứng cái công cái trong cái lời thơ văn của anh để anh nói chuyện đi. Dạ. Thì ngày hôm nay thì mấy đứa em cũng đã đi đến cái ngôi tự, thì ở đây tôi là cái gì tỉnh Nam Thành cũng không biết cái gì nói sao đúng cái cơ duyên 12 ông đạo là nhị thập huyền thủ, thì ông nào cũng có cái tài trí riêng biệt, thì thôi bữa nay cũng xin phép cái nhà anh em và bổn đạo cái nhà cộng đồng mạng thì cho tôi cái gì nhắn gửi đôi lời trong cảnh cái thơ văn gửi trao hạnh đức mà cái tầm phan hương đài Bửu Sơn đài ngọc cái như chương đài non non khơi núi cấm mà có anh tài cái như kỳ ba. Thì ngày hôm nay tôi theo cái sơn kỳ là cái gì kỳ là cái kỳ của Việt Nam, là cái ngọn cờ này là cái như ngũ sắc của năm màu của trời đất cái như hóa thân cảnh nhưng thế, cho nên cái tôi theo trong cái giáo pháp của thầy tổ. Duyên chiếu diệu quán ba kỳ ba xuất hiện ông cha đạo hằng Bửu Sơn quá cảnh muôn phần
đến nay mong đầy định phần tu mi đạo màu quá cảnh vô vi. Nam thành theo gót chẳng đi của thầy, chúc cho trăm họ đủ đầy, chúc cho giáo pháp giờ này vững an. Đó chiều chiên chót tây phan, ai ơi gán ghé qua giữ lấy, chẳng ai vợ nào ngồi trong cành với một bầu hạnh viên, chẳng thể nhiệm màu ai hay. Cả kêu bổn đạo quay về, kỳ ba lại gốc mà chẳng ưa miền thiết tha. Tiền gian chuyện cảnh kỳ này, lòng quần sức chúng mà đạo thầy dựng cơ. Tăng văn thanh đức chuyện dằn, dòng sông bên nước muôn phần cây đáo lai. Ai về nắm giữ kim giai, đó là hạnh đức mà ngày mai mới thới bình. Đúng cơ đúng nghĩa đúng văn chẳng chành, đúng nền giáo pháp mà sanh chành Phật tiên. Chiều nay ngồi canh chưa yên, mong rằng bổn đạo nhân viên quy cầu về đi đời xây long lầu, tầng văn thanh đức ngọ hầu cái Phật tiên. Ai là con cháu lão điên, chở về xây nền giáo pháp mà nhân viên tao phùng. Nói cho trong cảnh giới nào nồng, nếu ai thâu đáo mà nền đạo âu khùng quy mô. Ngồi buồn nhớ cảnh năm xưa, nhớ nền Phật đạo sớm chưa tường. Ngày hôm nay có duyên lành lai gốc, mà gửi chào căn lành khắp chốn gần xa. Văn tự của Nam thành chưa được thông suốt ngân ba, chỉ nói ra trong nền giáo pháp kỳ ba của thầy tổ. Nói cho trong cảnh đời lắm khổ, nói cho người hết khổ thế gian, nói cho nghiệp cảnh chẳng gian, nói cho bệnh hoạn thế gian cho an nhàn. Hôm nay trở về Tây Đông Nam Bắc rõ ràng, dòng sông bến nước Tây đàn long qua. Ai về đến bên nước kỳ ba, ai ghé qua hạnh đức thiết tha cơ truyền. Thôi nói cùng trong bổn đạo chẳng miền, nói cùng cô bác mỗi viền gắn xa. Mai mai một một nọ kia, gặp nền giáo pháp sớm chưa của thầy. Hôm nay tấn kiệt Nam thành hát
trong bài pháp mỗi vàng của thầy ban, điện thiên chiếu cảnh trần gian, giúp đời quá cảnh sửa sàng cho an nhàn. Về nơi cảnh giới Tây Đàn, ghé qua ngôi tử Nam Thành Thị Ba, chúc cho giao pháp thiết tha, chúc cho anh chị gần xa vui mừng. Đến nay giao pháp một mình, sẵn trình xây đắp tỏ tình mà hậu lai. Bộ sơn quyền diệu kim giai, tầm đi chân lý ngày mai mới an nhàn. Chúc cho hai em cũng đứng rõ ràng, ngày mai ngày mốt Tây Đàn hạ sang, một ngày ghé lại trần gian, tầm ngói minh hoàng quá cảnh xưa sàn tu hiền. Non tiên nuôi cấm Tây Đàn, có tên người ấy rõ ràng căn tiên, gửi lại cam hết giống gồng tiên, cùng nhau xây đắp nhân duyên cái đạo thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ cũng không biết cái nỗi sao cho nội đụng cái cơ duyên vào trong cái nền của giáo pháp, thì bây giờ cầu cũng nội A Di hay nguyện thì Bắc Nam xâm hợp một nhà liên qua thánh đức mà hải hà từ tây, đất phương Nam của Phật Thánh Tiên, nước Việt Nam của Phật hạ sang lâm xuống chân miên. Thầy tổ thì cũng lập mỗi viên, thì chụp cho trăm họ mà chân miên từ đấy. Nếu mong thấy được thì thấy được đây mấy, thấy được thì thấy đông tây quy cầu, Ả Âu Phật đến ngõ hầu, Nam ban sức chúng mà nhiệm màu từ nay. Chúc cho trăm họ sơ khai, chúc cho giáo pháp mà bụ sơn kỳ này. Thì cái gì cậu về đấy thì theo chân gõ của thầy tổ thì học theo trong một cái nền Nam Trung Bắc ba miền, cái như là cái như xây đủ mà nền tảng mà nhớ người xưa mà ập ủ cho đỉnh nay. Thì biết sao nói cảnh sơ khai thì nó cho em út mà kim giai buổi nay. Thì hỏi hiện thực thì cậu cũng đâu có thể cầu nổi thiên cơ hiện thực được. Thì thời gian mà cái như cái tùy cơ duyên mà để nói pháp, mà tùy căn cơ để mà nói đạo, mà ngày hôm nay của duyên lành thì cậu cũng nổi ít câu, thì đem cái như dân dặn mà cái quyền bỉ cuộc cảnh hồng chăng. Nếu thương thầy thì phải gắng giữ gìn từ đấy, quả thân cảnh giới đài mây, lòng sông mà bến nước mà động tay quy cầu, bảo Long Giang mở cảnh ngõ hầu, thiên tai mà chỗ ấy mà nhiệm màu ái hay. Núi non quyền diệu mà có cũng quần khai, ai là người mà hữu phước mà sơ khai mới quy cầu. Thì ngày hôm nay thì đã đến lúc nhiệm màu, ai nhìn thấy thì mới thấy Long Cầu Thánh Tiên, còn ai không thấy thì thấy đạo điên, còn gì chăng lúc mà có như không yên như cửa nhà. Thì thôi mình phải thấy hai chữ hải hà ấy nền giáo pháp mà Phật Bà giảng, Lâm Quan Âm Bồ Tát mà cái còn thâm thâm cứu người mà có như lâm nạn mà tầm phân trương đài. Còn hiện thực bây giờ thì cái như cái cũng các nơi chỉ có thời gian gần đây thì cậu có sư Minh Tệ như đã đem một ánh sáng, đem một cái như một cái tình thương ban gãi xuống đất nước Việt Nam mà cả thế giới luôn rồi. Còn bây giờ chúng ta cứ sửa đi. Cứ sửa thì sẽ thấy được như cái như ánh hồ quang của Phật, như mình sửa được cái tâm tánh của mình sẽ thấy cái hội gồng mây của thánh hiền, của Phật tiên, của thánh nhân. Mà Hải Nguyễn ơi, chỉ có thời gian chưa đầy 3 năm mà đất nước Việt Nam mình thay đổi nhiều quá. Thì cái gì cậu cũng chỉ nói vậy đây, cậu Nam Thành chỉ nói như vậy cho Hải Nguyễn nghe. Thì tất cả có cơ duyên như vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, chúc cho Hải Nguyễn từ ngày trở lên trên con đường có như là tiến bước của trong cái nền tảng tạo cái nền có như là cái giáo pháp của tâm linh, của cái như là thầy tổ, của ông cha, của cô Quyền Thất Tổ ở trên độ gia cảnh của Hải Nguyễn. Dạ. Hải Nguyễn miền Tây cùng anh Tùng Nguyễn miền Tây cảm ơn cậu rất là nhiều. Dạ thưa cậu, thì cậu có thể chia sẻ cái pháp tu nào mà để được trở về
Bửu Sơn Kỳ Hương. Thì cái nói chung á, Bửu Sơn Kỳ Hương á, tu theo cái tâm linh chứ không có tu theo cái ngũ hình, mà cái con cái nhìn thấy á, thì không có pháp gì bằng cái pháp buông thả hết. Mà tại vì á, mình còn cái gì ăn còn mặc còn dính cảnh trần gian thì phải gán chịu cái gì bị khảo, còn cái như là cái pháp mà cái như là muốn trở về cái cảnh bản thể của mình thì con không ham, không muốn cảnh trần gian, không vướng cảnh cảnh cái bụi đời thì con sẽ trở về. Tại vì bây giờ tất cả ai hành cũng được hết, mà ngặt khó hành lắm con ơi. Thì thôi giờ thì ăn hiền ở lành, con tạo phước duyên lấy đức xây thành đi, rồi cái như kiếp này mình cũng còn có một cái chút xíu nợ nần của cảnh trần gian, của cái như diệu tứ diệu diệu đế mà cái tứ khổ. Rồi cái nếu mà cái con làm được cái như con buông thả, con không có suy nghĩ tất cả tiền bạc châu báu hay là cái phiền phức trong nỗi lòng, thì con có thể con đem được cái cơ duyên. Mà cái chu kỳ này thì cái hỏi đi cái pháp nào cho nó gần về trong Bửu Sơn Kỳ Hương, thì Bửu Sơn Kỳ Hương á như là cái đạo quốc dương, tu có vợ có chồng sanh con đẻ cháu nối dòng tâm quan. Cái như cái đạo này là đạo thánh nhân thánh thiện á, mình tu theo cái cơ duyên của một cái cơ duyên của một người yêu nước, có một người quỷ đại là con Hồng Cháu Kỳ Lạc, là giống Kim Chi Ngọc Diệp, mà lấy cái cơ duyên lấy cái gì tứ ăn để làm trọng trong một cái nghĩa cơ duyên bước đường của người hành đạo. Còn nếu mà cái như con hỏi tu cách sao mà trở về trong Bửu Sơn Kỳ Hương, rất đơn giản. Bửu Sơn Kỳ Hương cái không có qua què hay là không có cái làm cái xáo trộn đẹp đẽ, cái cách bình thường rất bình thường. Con tu á thì con biết cái thương làng thương xóm, con tu cái tình người, con tu thấy cái gì để chia nhau cái nhờ một cái nhờ chén cháo chén cơm con chia nhau, hay là thấy người đau khổ con cái gì chia nhau, đó là cái nền giáo pháp của bên Bửu Sơn Kỳ Hương. Rồi còn cái nếu mà cái tu á gần gì á thì con phải lấy tâm làm gốc, là định huệ mới sùng tu, con mới thấy được cái gì công phu của chính cái gì nặng nề chính trong cái bản thân của mình, chứ không phải mà cái tu mà cái con nhìn cảnh á, người ta nói gì người ta nói. Có người á như là thông suốt rất là cái như là văn minh và thông suốt về cái như là kinh giảng mà ngặt nghề người ta không có hành á, nếu mà cái như thông suốt mà không hành cũng như không rồi, mà tu phải phải hành á. Con hành không đúng người đời người ta mới có nhờ cái mới quyền rũa, còn cái con tu mà đúng cơ duyên thì lúc nào nó cũng như sáng như cơ duyên. Thì như cậu cũng nói rất đơn giản thôi, cậu ơi cái con cái như chiếc xe cái như từ thiện thì cái như của nó hư thì nhiều người sửa, còn cái chiếc xe riêng của con thì có hư thì có mình con sửa thôi. Còn cái như hoa giáo pháp của Bửu Sơn Kỳ Hương này, cái con tu cái thiền định thì con đem cái tình thương để chia sẻ, đó là cái như nền cái giáo pháp có, chứ không phải mà tu mà có gì cái như là cái để hết nợ trần cái tu á, không vợ không con nha, là con buông thả hết, không có gì của con hết, thì con mới trở về trong cái Tây Phương Cực Lạc, cũng như tu theo đầu đà của sư Minh Tuệ. Còn cái này mình còn vướng cảnh mà còn mắc nợ mà, thì cái cầu mà cái niệm Phật ha. Cầu cầu á, đêm ngày cái như một ngày hai buổi con ơi, gán mà niệm Phật cho vững an tâm mình, tu sao cho thấy sanh trình của quyền thất tổ mà có nhiều ngoại nội của mình vui thai, tu sao con thấy được Như Lai, thì như thương Như Lai gì trong mình của con chứ không ở đâu xa hết trơn á, con vui vẻ rồi tất nhiên con hồn nhiên rồi thì gặp ổng từ ổng ấy, còn con khổ não thì con cũng đâu có gặp ổng được đâu. Thì ngày hôm nay con hỏi tất cả cơ duyên trong Bửu Sơn Kỳ Hương là cái đạo của bên bên cậu là đạo yêu nước, của đạo của thầy là đạo yêu nước, là đạo chánh tín, là không có cái gì ngoại lai, tất cả cơ duyên để lấy cái gốc của cái cơ duyên của trong cái giáo truyền của Phật Thích Ca mà để hành trong cái như cái cơ duyên đi đứng nằm ngồi, hay là tất cả cơ duyên. Có câu nói giặc giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, mà giữ nền cái giáo pháp mà phải như tu hành, phải như ăn chay ăn lạc để hiền từ, để cái nương vào trong cái xóm làng hay là cái tình thương để lấy văn lễ làm gốc, lấy cái tình thương để đoàn kết với nhau, đó là cái đạo của Bửu Sơn Kỳ Hương, là cái như là một một cái mối đạo vững vàng tới cơ duyên của nền giáo pháp của Phật giáo của Việt Nam. Thì ngày hôm nay cái như là cái như, hải nguyện
hỏi coi như là cơ duyên gì, cái như là cậu chỉ nói sơ qua theo hiểu biết của cậu và cái hiện thực trong nền giáo pháp của cậu như vậy. À, con cảm ơn cậu đã chia sẻ một vài pháp tu sao cho kỳ hương trở về, của sơn kỳ hương trở về. Còn 12 đạo đã phát huy cái bổ sơn kỳ hương, thập nhiên thủ để phát huy cái bổ sơn kỳ hương tới ơn hiếu nghĩa của Đức Phật Thầy Tây An đi khắp nơi. Thì cậu có biết về cái vấn đề mà đạo pháp 12 đạo đã đi truyền tới khắp nơi và những cái nhiệm màu chia sẻ lên cho bà con cô bác gần xa được biết thêm không ạ? Thì theo Hải Nguyễn hỏi về 12 ông đạo là nhị thập hiền thủ, thì có ông thì yêu nước chống Pháp, có ông phải đem chân lý của đạo Pháp của thầy đi ra để có phổ độ chúng sanh, thì nó thâm trầm vào trong cái cơ duyên, thì cái nếu nó bao gồm hết thì cũng không có ai là cái người có như là cái như nhận xét. Mà theo cậu nhìn thấy và có như cái tầm về trong cái truyền thừa thì ông nào cũng có một một cái tài trí riêng biệt của ông đó, cũng như chẳng hạn như là bên Cao Đài có 12 nhánh đó, một cái rồi cái bên có như là bên Tứ Ân Hiếu Nghĩa thì có 12 gánh, thì ở trong Bửu Sơn Kỳ Hương á, thì có 12 ông đạo, thì cái nhà ông này tánh pháp, ông kia có như trị bệnh, ông kia có như cái tạo cơ duyên thì thâm trầm biến chuyển, mà cái đến giờ này cũng chưa được cái an nhàn. Thì tất cả cơ duyên thì con Bửu Sơn Kỳ Hương chỉ là một cái mối đạo quy cầu trở lại, để cái như là cái để lựa cho một cái nền tảng, để cái lập nền cái như là cái như thánh đức của cái như cái nền giáo pháp của tăng dân, mà cái như thầy tổ mà được cái như ở trên cái xây chuyển của đất trời, cái hóa duyên trong đất nước Việt Nam của mình, để cứu cho cái như chúng sanh khỏi cái cơn bi biến của cái đô hộ của trong cái ngoại bang mà xâm chiếm của cái nền tảng của con hồng cháu lạc. Thì đến ngày hôm nay như là 12 ông đạo thì ông nào cũng có công cán hết trơn á, nếu nói ông nào cũng có công cán hết trơn á, thì nói tóm tắt ra thì ông thì trị bệnh, ông thì hướng Tây, còn ông thì đi qua Tà Lơn thì cái như ẩn mình cái như tu để cái chờ ngày cái như là cái như là cái như tu tu mà tu luyện để có nhiều cái như để thành thành tiên đạt được, để hóa duyên trở về đất nước Việt Nam để xây cái nền Phật giáo, mà cái hóa duyên trong cái cảnh tâm linh mà cái như bấy lâu nay tất cả ai cũng đều tìm kiếm hết. Vì ngày hôm nay thì cái như là trong một cái ông nào cũng có cái như ơn nghĩa gì trong cái giáo pháp của nhị thập hiền thủ của 12 ông đạo. Có ông á, thì bây giờ được cái mồ mả đẹp đẽ, có ông cũng chưa được mồ mả đẹp đẽ nữa, cái tại vì nó thâm trầm mà nó trải qua hai thập niên rồi, thì tất cả chúng ta cũng phải nhìn thấy và cái lấy cái căn cơ đó mà để làm một cái gói hành trang, làm một cái tài sản mà để mình theo thầy tổ. Chứ còn cái Bửu Sơn Kỳ Hương khổ lắm con ơi, chứ không có phải được cái như các tôn giáo khác đâu, cho đến ngày hôm nay cũng vẫn còn chưa có được cái an nhàn, nó rất là cái nhờ cái nhiều. Nếu nói về cái gãi gác ngay về Bửu Sơn Kỳ Hương thì cái đất nước Việt Nam gãi gác ta nhiều lắm, mà nói gom lại thì hình như chỉ nhỏ nhoi thôi, chỉ có 8.000 mấy trăm tín đồ thôi. Dạ, thưa cậu thì được biết là buổi Sơn Tiền Hương lấy giáo lý là Tứ Ân Hiếu Nghĩa làm đầu và tu về con đường vô vi nhiều. Thì cậu là một người đệ tử của Bửu Sơn Kỳ Hương của Tứ Ân Hiếu Nghĩa, thì không biết cậu có nhận được những cái tâm linh vô vi bề trên cho, và cậu có giúp những cái người bệnh hay là những cái vấn đề về tâm linh vô vi gì không hả cậu? Cái mô Phật theo Hải Nguyện hỏi thì cái cậu tu theo cái như cái vô vi cái của bên thầy, thì bên cái tâm linh thì hơn là bên cái hữu vi, tại vì trong quyền vi của thầy tổ tu luyện để cái tu cái như là vô vi, để cái nó như biết chăng trong một cái cơ duyên của đất trời, biết cái trong cái thầy tổ cái cho biết được cái đường đi nước bước bước trong cái định kỳ của trong cái thế gian. Đó, nó biến chuyển như thế nào,
mà bây giờ thiên cơ thì cậu không có thể cái cậu nói cái bạc ra được, cậu chỉ nói với hai nguyện. Nhìn thấy nó thay đổi nhiều, đây tới 2029 thì nó sẽ thay đổi hết. Thì vẫn như cái cậu chỉ nói thôi gắng tu đi con, gắng sửa đi, rồi con sẽ thấy cái hội gồng mây. Hình như cái cậu thấy cái lu nước nó đục quá rồi, thì hình như cái như cái sắp sửa xúc lu. Dạ. Mà trước khi xúc lu để làm gì? Đó, cậu chỉ nói như vậy thôi. Còn thiên cơ là cái như nếu đã nói hữu di thì nói theo hữu di, còn thiên cơ một phút mỗi thai không bao giờ nói được. Mà cái cậu chỉ nói thiên cơ gán giờ chẳng miền, con ơi gán giờ mối duyên cái từ ở đây, ta về theo gốc đài mây giúp đời qua cảnh mà phúc giây buổi này. Nhìn thấy cảnh dương trần ta đứt từng đoạn gọt, biết nói sao đúng nghĩa ngoan cây. Ngồi trong cảnh giới vậy thời, nhìn trong khắp chốn mà vậy thời lắm thay. Hải nguyện ơi gán giữ kiếm dây, tạo đền hạnh đức ngày mai mới tỏa đằng. Nhìn khắp trong cơ duyên còn lặng đằng, khắp dương trần bốn biển còn cũ mang. Nói đi đất nước Việt Nam, sao mà không gõ mà nặng mang lý sầu. Ta chỉ là người tu sĩ thờ nào, biết bao nhiêu lần lâm xuống trần miền cũng chưa an. Bây giờ gặp cảnh thời gian, nguyện cầu chính bởi tây phan ngọ gàng. Đêm với ngài cầu trên mười phương chư Phật, cầu đất nước Nam chào hạnh đức được phước duyên. Thiên cơ qua cảnh đảo điên, con ơi gắng giữ vững yên tu hiền. Tu sao cho khó lễ phiền, thì con sẽ gặp mối duyên của người ở xưa. Còn ta trở lại dù nắng hay mưa, dù trong cảnh giới sớm chờ truyền dặn. Hôm nay trở lại muôn phần, giúp đời giúp đạo định phần cũng chưa an. Giúp người bệnh hoạn trần gian, giúp người nặng nghiệp cụ mang cằn mèn. Thôi buổi chiều nói cho con thấu đáo mị mèo, nói cho con vững giả chẳng đều của người xưa. Muốn về bên cụ quần khai, muốn gặp ông lão tiều phu thở chức kim giai chẻo đò. Muốn về cảnh giới hát hò, hay là gặp cảnh từng giờ của Như Lai. Con về gặp cảnh sư dạy bán phai, hay là về cảnh dương thế sợ khai tàu phùng. Người điên thì quê ở núi Sam, người không phải chịu đạo điên cảnh trần. Ai đâu thâu đạo đạo hằng, nói cho hai nguyện một lần. Từ đây buổi chiều vui cảnh đại mấy, vui trong thế tục kiếm dài mới gợi lại. Thôi hải nguyện ơi gán quyết lòng mà giữ dần, gán nguyện lòng trong hạnh phúc từ nan. Cổ quyền nói ngoài chưa trang, chuyện dành con trẻ trần gian mỗi viền. Con đây cũng có canh điền, trời nghiêu đất thứng mỗi viền cái ngàn năm. Thì nói ra con đi trong cơ duyên của con là cái nhà ông cố tổ của con theo con độ con dữ lắm. Mà ông này á, ổng cũng là cái như ổng làm minh sư, cũng là cơ duyên, cũng nghe cái phép phù cũng dữ dằn lắm.
Thì thôi, thì tất cả cậu cũng nói sơ qua như vậy thôi, còn cái vụ thiên cơ thì không có thể nói, nghĩa phải nói bữa nay ngày mai có thì nói, mà nói không có được đâu con ơi. Đó. Dạ, thưa cậu, rồi cậu thấy ông cố của con theo độ con hả cậu? Độ con nhiều lắm Dạ. mà có thấy gì á, con có như là á, lúc trước á, thì con không hiểu, sau này cái con hiểu lắm, lúc cái con lại con hỏi, mà thực tế á, trong mình của con á, là con còn thông suốt hơn người, người khác nữa, mà cái con á, cũng á, cũng hại con nhiều lắm, mà thực tế cái con cũng giúp được, mà con cũng giúp được mà, cái chị đặt cái vụ trong gia đình của con gặp cái gì đó cái con nguyện cũng được mà. Dạ. Rồi cái đâu phải đợi chi con lên non hay là con tìm ai đâu, mà con đi nhiều rồi cái thấy cũng không có tìm được cái nhân tài hay là được mấy ông thầy hay đâu con ơi. Dạ. Còn vấn đề cậu có giúp người ta về chuyện tâm linh du di hay là những cái chuyện quan gia trái chủ gì không cậu? Thì có ở đây thì cậu cũng nói với con thì tất cả mấy căn căn đó như là con của đứa này hay máu huyết cái nó nhập vô đi chỗ này chỗ kia không hết, đi lại đây thì cái gì cậu cũng giúp, hay là bệnh có như là bệnh nan y hay là tất cả cơ duyên rồi dùng thuốc cái như là gia truyền ấy cũng giúp cho cô bác cái gì là căn cơ, tại vì trong đảo Vũ Xương Kỳ Hương cái mượn cảnh quá cảnh mà tạo duyên căn lành mà quá duyên hạnh đức mà định phần bởi cái nhờ độ cho cái thế gian, cũng có khi cái như là dùng cái phép màu uống nước lạnh nhờ cái nhà chỉ căn cũng hết, hay là cái như giấy vàng cũng hết, có ở đây là có như cơ duyên, mà tại vì cậu không có nói ra về cái ai hiểu gì đến, mà về đây nhiều lắm con ơi. Dạ. Tới nhờ có ở ngoài miền Bắc miền Trung cái đó cũng vô đây, nhóc cái nó đi vô xe 15 chỗ coi như là cái 7 chỗ 15 chỗ nó vô hoài hoài vòng vòng, mà tại vì cậu ở đây tu theo thầy cậu không có nói theo kiểu như cơ duyên, rồi cô bác người ta có gì hết rồi người ta đi lại như vậy thôi, nên cái cậu mới xây cái ngôi tự để giúp đời căn cơ, thì nếu từ từ cái con đi đến thì con sẽ hiểu, hay là cái con làm một cái móng nền cái cuối cùng sau này con lại cái cậu mở ra, rồi cái gì tín đồ Phật tử nó nhiều rồi cái gì biết đâu cái gì duyên của con nhiều mà sao, Dạ. mà cái gì bây giờ thời gian đó, hồi mấy cái chuyến trước đó, thì con hỏi cậu đó, thì lúc đó trong mình của cậu đó, ở trên lọc dữ lắm Dạ. đó, với ngược lại con hỏi căn cơ, mà bây giờ cái cánh của ông Tư Châu Ma về tìm người việc về cậu nhiều lắm đó. Dạ. Vậy là cậu biết về gốc tích về ông Tư trong ma ha cậu. Biết Vậy thì một cơ duyên nào đó, một ngày nào đó thì con xin cậu hãy chia sẻ về ông Tư Châu Ma để cho bà con được biết thêm về ông Tư Châu Ma nha. Dạ. để cái bữa nào đi, Dạ. cái bữa nào có để cái cơ duyên cái nói chung á, cậu với ông Tư Châu Ma hồi ngày xưa là lúc cậu 19 tuổi là cái gì ổng cứu cậu Dạ. cái bệnh viện cái không có máu, lúc đó có nhiều hồi chào đó là có nhiều mới tiếp thu mà Dạ. cái đâu có máu đâu, rồi ổng có nhiều máu cậu là máu O, rồi ổng thì ổng cũng máu O nữa, Dạ. rồi cái nhà không biết là cái cỡ nào ổng vô ổng hiến máu vô rồi cái cứu cậu á À, vậy là bây giờ là trong người của cậu là có một phần máu của của ông Tư Châu Ma. ông Tư. Vậy là còn được người anh ta được các đệ tử của ông Tư Châu Ma gọi ông là ông Cồ. Ông cố với ông cò Ông cố. Dạ. à, cái mấy đứa nó gặp gặp cậu nó sợ lắm. Dạ. Thì vậy là cậu có giúp về tâm linh, nếu mà ai mà hồi xem clip này mà thấy cậu hữu duyên với người ta, những người có tâm linh, những người bị quan gia trái chủ hay các phần gì đó mà thấy cậu mà thấy có cái căn duyên thì sẽ liên hệ cậu để giúp người ta, và Cái cậu sẽ chuyện này hồi nào tới giờ mà có, tại vì về đây nói cho con nghe là cái bệnh là có như là bệnh như là cậu có thể là thuốc của cậu là thuốc gia truyền như thằng tai biến thằng kinh tọa hay là cái như tất cả đau bao tử hay là có như là
dây xúc huyết não vòng vòng đây không nè, cái giờ Dạ. để mấy thằng mà bác sĩ chạy chạy không có cứu, mà cái giờ cậu đâu có nói đâu, mà cái giờ bây giờ nói cái đa số có duyên, mà về cái giờ cậu nằm về trong cái gì chi phái của cái Bửu Sơn Kỳ Hương là cái nằm về ông Đậu Lập đó Dạ. đó, là cái gì có thể, còn cái gì cái căn cơ, cái gì là mở căn, cái gì này cái kia, cái gì ở Gò Công cái cậu mở nó làm thầy nhóc nè, Dạ. nói bệnh bệnh hồn cái tao lấy cái mỏ cái tao tụng một hồi cái có đứa có ở ngoài cái gì Đà Nẵng, cái nó vô cái con thấy một cái rồi nó như con hồ ly vậy đó, cái nó đẹp cái con thấy cái ghê gớm, Đẹp lắm hả cậu? nó đẹp một cái nó vô nó gì nè, Hồ ly á. gần giờ cái nó bị thằng kia giờ cái ông thầy nào yếm á, Dạ. rồi cái nó đi máy bay cái gì cái nó nghe cái gì con nhỏ bạn của nó ở với Tân Hòa nó cũng làm đẹp ở ngoài Đà Nẵng nó bay về ở đây nè, rồi cái lúc đó cái gì cậu chưa có xe cái này mà cái bên có bên kia không, nó hú một cái chó nó sủa nha, rồi con nít nó chạy lại cái thấy ghê gồm luôn đó, Rồi hồ ly nó hú lại chó chạy lại luôn hả? trời nó hú cái gì 12 giờ trưa gì nè, cái nó đẹp cái con dòm thấy nha, không nói cái nó đẹp cái như, như hoa hậu vậy á, Ồ vậy hả? Lúc đó chắc có rồi con cái con hồ mê con ly bị. đang ăn gà không á, rồi cái ông thầy kia ông yếm nó Dạ. một tháng không gì á, là cái nó nhào 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 gì á, tiền này tiền kia 10 triệu Dạ. tao cứu nó không có đồng bạc có hết có 2 lần bữa trước và bữa sau, tại vì cái gì gốc của nó ở bên Trà Vinh đó, Dạ. bên Trà Vinh là có gốc bùa nhiều lắm Dạ. đó, tao Vậy trong là vòng 2 ngày là cậu giúp cho người ta. cái nó hết trơn, cái nó cúng tổ có 3 ký chôm chôm với 150.000 bỏ trong chuông á. Vậy hả? Cũng phước đức vô cùng hả cậu? Dạ, Ừ. Nam Mô A Di Phật. Thì nếu mà ai mà sau nước này có hữu duyên á, thì có tâm linh, bị tâm linh hay gì đó, nếu mà hữu duyên Con thì cứ liên hệ thử cậu. Dạ. đi. Cái con tắt đi rồi cái giờ cho con biết Rồi. rồi cái con tắt đi Vậy rồi kết thúc clip ha. Vậy kết thúc clip là cậu có nói gì với bà con gần sao không? Rồi con thôi mới giờ chắc. cái cũng chúc cái cô bác cái gần xa cái như ngày hôm nay được có duyên lần nói như vậy á, nếu cô bác nào á sau này có duyên gặp được cái như cậu Năm Thành Tuấn Kiệt thì cái trở về đất Gò Công thì ở đây tu theo chi phái của thầy tổ thì cái như Bửu Sơn Kỳ Hương thì chúc cô bác được cái như nhẹ nhàng an lạc và vui vẻ và mạnh khỏe. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Anh em chúng con là Hải Nguyễn miền Tây cùng với anh Tùng Nguyễn miền Tây. Cảm ơn cậu Tuấn Kiệt Trịnh Nam Thành rất là nhiều, chia sẻ một bài pháp về Bửu Sơn Kỳ Hương, tư ân hiếu nghĩa. Anh em chúng con cũng cảm ơn quý khán giả gần xa. Chúc quý khán giả gần xa thanh tâm thường an lạc, an nhiên và tự tại. Nam Mô A Di Đà Phật. Hãy